Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà hướng Đông Nam, diện tích 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với vị trí căn nhà này thì nó thuộc xóm 4 Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức. Mời mọi người theo em cụ thể vào khám phá với cái căn nhà này. Thì đường ngõ trước nhà như thực tế quý vị nhìn ở đây, ngõ trước nhà cũng khá là rộng, khoảng tầm 2m rưỡi, và cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 30m thôi. Cách với lại chỗ đậu xe ngày đêm mà bãi gửi xe mọi người ạ, nó chỉ khoảng tầm 50m. Từ vị trí căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người, nó gần với trường đại học Fenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Căn nhà này sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, giá chào bán 2 tỷ 200 triệu đồng. Với thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì là 3m1, mặt hậu của ngôi nhà là 3m2 mọi người ạ. Diện tích của căn nhà 32m². Ưu điểm của cái căn nhà này thì ở đây nó là căn cuối, xe cộ để thoải mái. Và đây, trên phía tầng 2 xây đua ra rất là rộng, cho nên một tầng thiết kế 2 phòng ngủ rất là hài hòa, đầy đủ công năng. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì ốp toàn bộ là gạch. Đây mọi người ạ, gạch. Và với cái phần thiết kế cửa chính thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa kéo sắt và bên trong là cửa kính gỗ mọi người ơi. Đó, mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà này xem thiết kế như thế nào với cái vị trí thuộc Đông La, Hoài Đức. Toàn bộ cái phần hoàn thiện lên ngôi nhà này về phần cơ bản đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với thiết kế phần đây là phần phòng khách mọi người nha. Thì với cái phần phòng khách này, chủ nhà thiết kế cho mình đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần gạch lát nền thì màu trắng, kích thước gạch là 60-60. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước, sổ đỏ đầy đủ riêng biệt từng căn, bàn giao nhà được luôn y theo hiện trạng. Mời mọi người theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp khá là rộng, diện tích 32m không phải quá lớn, tuy nhiên cái công năng, cái thiết kế thì nó là tùy mỗi chủ đầu tư. Và với cái căn nhà này thì nhận định cá nhân của Ngọc Ánh là thiết kế tối ưu công năng mọi người ạ. Phòng khách, phòng bếp riêng biệt, bao giờ cái căn cuối mọi người ạ thì cũng sẽ giành được cái sự ưu ái nhất, đó là cái phần để xe, cái không gian ở phía trước của ngôi nhà mình thì mình được tận hưởng sử dụng hoàn toàn cái diện tích lưu không đó. Với cái phần phòng bếp đây thì thiết kế cũng đã được hoàn thiện xong hết. Với cái phần tủ bếp, thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, phụ kiện bếp đi kèm, thiết kế lắp đặt đầy đủ. Xung quanh bếp thì ốp gạch và phần mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp đi kèm đây, chậu rửa, vòi rửa, nước đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Với vị trí đi lại giao thông rất là ok. Quý vị nào mà có xe ô tô thì bãi gửi xe cách nhà chỉ 50m thôi, rất là thuận tiện. Quan trọng nhất là tất cả những cái video Ngọc Ánh gửi tới quý vị thì toàn bộ pháp lý rất chi là đầy đủ, rõ ràng, sổ đỏ, giấy phép xây dựng đàng hoàng, có hỗ trợ vay 4 ngân hàng. Đây là cái phần phòng vệ sinh phía tầng 1 thì ở đây đáp ứng cho quý vị về bồn cầu, vòi rửa, đây có cả một cái gương nữa đó, và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh đây thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Và ở đây mặt bậc của bậc thì là ốp đá granite. Ngọc Ánh đã tư vấn và cũng là review rất cụ thể chi tiết tầng 1, đường hướng, giá cũng như là cái vị trí của căn nhà rồi. Mời mọi người theo em lên trên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế hợp lý không. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Cầu thang ở giữa, hai phòng ngủ hai bên, phòng vệ sinh ở giữa. Đây chính là cái hướng căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía bên ngoài. Đó, có ban công mở. Hướng nhà là hướng Đông Nam, rất là mát nha mọi người. Mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Hướng Đông Nam nó cũng như kiểu là cái hướng gần như là ai cũng có thể chọn lựa được mọi người ạ. Đó, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được thiết kế đầy đủ. Xung quanh vị trí cái căn nhà này về cái tiện ích dân sinh thì rất là gần, chỉ trong phạm vi bán kính 800m quay đầu quý vị có thể tận hưởng đầy đủ trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, chợ dân sinh, rồi là ra bến xe các thứ, nói chung là rất là ok. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ đó. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên rồi, mời người theo em hướng vào căn phòng ngủ phía bên trong. Đây, căn phòng ngủ phía bên trong cũng được thiết kế đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, có cửa sổ hướng ra đây, hướng ra cái phía khu vực cầu thang mọi người ạ. Nó nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh review chi tiết và cụ thể như thế, giá bán, đường hướng. Đây, cửa thông phòng
và phòng vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ sử dụng. Thì phòng vệ sinh ở đây thiết kế cũng khá là rộng. Đây, bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây, quạt hút mùi, lavabo. Đây. Nước đã có đầy đủ, lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nha. Với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở giúp Hoàng Anh thôi. Và mời theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như tầng 2 như vậy. Bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt. Đó, tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng. Wow. Đây mọi người ơi, mở cái cửa ra mọi người ạ, mát lạnh luôn. Đây mọi người có thể nhìn ngọc tóc ngọc ánh đang bay này, mát lắm ấy ạ. Đó. Và đây hiện tại cái giờ em quay nó là 1 giờ chiều mọi người nha. Rất là thoáng với cái vị trí căn nhà này, xung quanh đầy đủ tiện ích, đi lại khá là thuận tiện. Nó gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Nó rất rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Đó. Với cái vị trí này, nó tuy là thuộc Hoài Đức nhưng mà về cái vị trí của nó thì nó ngang ngang với lại Yên Nghĩa mọi người ạ. Thậm chí với cái vị trí này thì nó còn gần hơn tổ 14, 15, 16 phường Yên Nghĩa cơ. Nói chung có như thế nào thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người là y như vậy. Đây là phía phòng vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Nói chung đáp ứng đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng. Cái đồ thiết bị vệ sinh thì nó không phải là hàng quá cao cấp, tuy nhiên với cái độ bền thì nó cũng duy trì được khoảng tầm 5 đến 7 năm sử dụng mọi người ạ. Nói chung sau tầm chắc là chỉ tầm 1-2 năm quý vị đã có thể muốn thay cái đồ mới rồi ấy. Thì chưa nói gì đến cái 5-7 năm đúng không ạ? Đó, đây là phòng ngủ phía tầng 3. Đó, 4 phòng ngủ riêng biệt mọi người nha. Ngọc Ánh xin nhắc lại, căn nhà này 32m² mà thiết kế những 4 phòng ngủ riêng biệt rất chi là hợp lý, vị trí rất chi là ổn định, gần với lại bãi đỗ xe, gần với lại đường ô tô đi căn cuối cùng. Và ở đây thì cũng chỉ còn duy nhất căn cuối cùng, căn Ngọc Ánh đang quay hướng đông nam, mọi người lưu ý giúp em nhé. Và bây giờ mời người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà ở đây, trời ơi, ngập tràn ánh sáng mọi người ạ. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao? Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở trên này thiết kế một phòng thờ mọi người nha. Đây, phòng thờ ở phía tầng 4. Đó, đây là phía phòng thờ ở tầng 4. Và tầng 4 ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Phần còn lại đây chính là phần sân phơi, phần cuối cùng của ngôi nhà. Tất cả các quý vị bao giờ cũng thế, sẽ xem là à cái phần sân phơi của ngôi nhà đâu nhỉ. Thì đây mọi người nha, rất là rộng. Xung quanh dân cư ở đây thì nói thật với mọi người, Ngọc Ánh chia sẻ nó đông đúc. Và ở đây thì vị trí để mà nói nó còn hơn cả tổ 14, 15, 16 phường Yên Nghĩa mọi người nha. Địa phận thì nó thuộc huyện Hoài Đức thôi, nhưng mà về cái vị trí đi lại thì nó khá là thuận tiện. Đó, đây là cái phần để máy giặt này. Nói chung nhà như thế nào thì Ngọc Ánh quay và gửi tới quý vị y như thế. Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, diện tích căn nhà này 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Giá chào bán 2.200.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888011414. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng yêu quý của em ở những video sau.